Trần Duy Minh Đạt, thiếu gia Nhựa Duy Tân xuất hiện trong sơ mi trắng, vest đen bảnh bao như chú rể, được nhận xét có nét giống với tài tử Hàn Quốc Cha In-pyo. Trần Duy Minh Đạt, con trai ông Trần Duy Hy, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Nhựa Duy Tân, là nhân vật được cư dân mạng quan tâm gần đây. Hiện tại anh là giám đốc vận hành công ty Blessing chi nhánh của Nhựa Duy Tân ở Mỹ. Không chỉ có xuất thân rất dì và này nọ, Minh Đạt còn gây ấn tượng vì vẻ ngoài điển trai lịch lãm. Mới đây dân tình đã chia sẻ một khoảnh khắc của thiếu gia và không khỏi xuýt xoa. Trong những hình ảnh này, Minh Đạt mặc sơ mi trắng, vest đen đầy khí chất ngập tràn khung hình. Nếu không nói trước, hẳn như người sẽ nghĩ đây là diễn viên hay người mẫu nổi tiếng nào đó. Thậm chí có người còn nhận xét Minh Đạt có nét giống với tài tử Hàn Quốc Cha In. Được biết, Minh Đạt tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính và quản lý tại Đại học Virginia và thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học California. Sau khi tốt nghiệp, anh từng làm việc tại Nhựa Duy Tân ở vị trí chuyên viên phân tích nghiệp vụ trong 2 năm. Năm 2016, Minh Đạt đảm nhận vị trí giám đốc vận hành chi nhánh của Nhựa Duy Tân ở Mỹ. Tính đến hiện tại, anh đã là COO được gần 8 năm và trong thời gian đó, anh cũng là trợ lý tổng giám đốc của công ty. Sở profile sáng, ngoại hình điển trai chuẩn con nhà người ta, không biết cô gái nào sẽ lọt vào mắt xanh của chàng thiếu gia này nhỉ?